Vâng, em xin chào các anh. Nay em tiếp tục em lên cho các bác ở đây là thêm một cái con dàn đời rất là cao của Pioneer các bác nhé. Con này là con Pioneer HM76. Đấy, nó vẫn còn được đang bày bán trên thị trường trong những khoảng năm 2020, 2023 đến bây giờ luôn. Đấy, và giá mua mới của chúng nó ở thị trường Việt Nam chúng ta, tức là hàng xuất sang thị trường châu Á, nó khoảng tầm 16 triệu. Đấy, và cách đây khoảng 3 năm thì bộ này hàng nước nội địa Nhật đấy, thì vẫn đang bán với giá khoảng tầm 9 triệu rưỡi, 10 triệu đấy. Còn ở thời điểm hiện tại thì bộ này nó cũng đã hạ nhiệt khá là nhiều rồi, và chúng ta bây giờ chơi những cái bộ này rất là hợp lý luôn. Đấy, Pioneer HM76. Cái bộ này thì ở đây em sẽ bán với giá là đi 6 triệu 600 ngàn nhé. Bác nào mà mua cái bộ này alo em. Bộ này tích hợp cực kỳ nhiều công nghệ ở trong đây đấy. Có kết nối Bluetooth 4.0 này, có chơi nhạc USB và nhạc ổ cứng, các định dạng FNAC là định dạng FLAC đấy, là định dạng nhạc nốt nét đấy. Rồi chúng ta ở đây chúng ta có cả CD, chúng ta có thể chơi cả CD nhé. Và kết nối cổng quang, kết nối điện thoại máy tính qua đường dây AV đấy, đầy đủ hết tất cả các tính năng cần thiết. Và bác nào kết nối mạng LAN chúng ta còn có thể là sử dụng cái Wi-Fi của chúng ta tại nhà, chúng ta kết nối với máy để chúng ta điều khiển trên điện thoại được nhé. Pioneer HM76 này. Đấy. Trước khi đi vào test tính năng thì em sẽ quay cho các bác một lượt cái máy và cũng như là loa để các bác xem cái độ đẹp xấu của bộ dàn ạ, bởi vì là cái này nó là hàng nó đã qua sử dụng, nó nướt, nó được dùng nướt rồi. Đúng không ạ? Thì tùy theo cái thì nó sẽ có độ đẹp xấu nó tùy từng bộ máy. Đấy, nên là em cứ quay cho các bác xem nhé. Pioneer HM76 này. Đấy. Loa bass là 13 cm gân cao su màng giấy chép dom, công suất mỗi loa là 50W, tổng công suất là 100W. Mình có thể sử dụng cái bộ này trong các cái phòng diện tích nó khoảng tầm 20m2, 25m2 đổ về để nghe nhạc rất là hay. Kết nối đầy đủ Bluetooth, cổng quang, điện thoại đó, và có USB để cắm USB để chơi nhạc nốt nét được. Có chơi CD nhé, con này thì hiện tại CD vẫn đang đọc. Đấy. Thì cái phần CD này thì em cũng xin nói luôn là em chủ yếu em test thêm nhé, còn đâu là về dùng ở nước nào thì mình dùng các bác nhé, bởi vì các cái đĩa đầu đĩa này thì nói thẳng ra thì là mắt đĩa nó đã có cái sự khấu hao rồi. Đấy. Bây giờ về đến Việt Nam mình đây là nó vẫn còn dùng được thì cứ dùng thôi, khi nào mắt zin của nó không đọc nữa thì mình thay mắt sau nhé. Thế nhưng mà các cái này là đời cũng khá là mới, khoảng 2019-2018, nên là mình yên tâm về vấn đề là mắt thì theo em thì nó sẽ còn dùng được một thời gian dài đấy. Vâng, và đặc biệt là nếu như các anh dùng được các đĩa xịn thì nó sẽ còn bền nữa nhé. Đấy, đĩa CD vẫn đang đọc nhé. Pioneer thì các bác biết rồi, tiếng bass nó đánh có độ mềm và tiếng tép nó rất là mịn màng. Để nói chung là nghe những con này thì nghe nhạc vàng các thứ nó rất ướt át và nghe rất là hay. Đấy, đây là đĩa nhá. Chiều nay tôi điều ống stereo rất rõ ràng các bác ạ. Ngày mai sớm lên đường, hợp tan. Nếu các anh ngồi ở trước máy nghe nhạc như em thì các bác sẽ thấy là hai bên loa trái phải nó sẽ có những cái sự khác biệt, và mình có thể là mình nghe cảm nhận được là ở đâu là ca sĩ đang hát, ở bên nào là nhạc cụ đang đánh, mình nghe rất là hay. Đêm nay ta chút cảm tâm sự bên phố quê quanh. Thì đấy là CD nhá. Con này là có nhiều tính năng nên em sẽ test mỗi tính năng một chút nhá. Đây, tiếp theo này, từ CD em sẽ chuyển sang đường vào tiếp theo là Bluetooth. Đấy. Thì Bluetooth này thì nó sẽ là Bluetooth 4.0 mà mình có thể kết nối được với điện thoại với cả máy tính luôn nhá. Đấy. Thì đây em đã kết nối sẵn cái điện thoại của em với cả Bluetooth rồi. Thì là ví dụ ở nhà các bác mà chúng ta chưa kết nối nhé, kết nối lần đầu này, chúng ta sẽ bật Bluetooth lên và chúng ta sẽ tìm được một cái thiết bị nó có tên là Pioneer HM76 như này. Thì mình sẽ kích vào cái thiết bị đó và lúc này nó sẽ kết nối với máy.
đấy nhá, này nó đang kết nối này. Thì đã kết nối cho âm thanh media để chúng ta bây giờ chúng ta có thể mở nhạc từ trên điện thoại máy tính mình nghe nhạc được. Đấy. Năng lượng để làm gì? Để tiếp tục hành trình đầy bản lĩnh, để nhận ra mạnh mẽ nhất là. Lần đầu mình kết nối thì thường là điện thoại nó sẽ chỉ có một nửa âm lượng nhé. Thì các bác cho âm lượng của máy điện thoại nó hết cỡ này nhá, thì là mình sẽ khai thác tối đa được cái chất âm của cái con Bioneer này nhá. Còn nếu như mà bình thường mà điện thoại của mình đang để có một nửa âm lượng ấy, thì nó sẽ không khai thác được cái âm thanh của cái bộ dàn tối đa đâu, bởi vì là cái đầu vào mình đã bị bóp nghẹt mất một nửa rồi, thì làm sao mà bộ dàn nó có thể phát huy hết được, đúng không ạ? Đấy, nên là mình lưu ý cho em là cái lần đấy nhá. Chẳng thể ngờ là có lẽ mấy phút nữa chuyện tình mình sẽ khá quá đắn đo, vì đôi tay ta chưa từng buông, chưa từng buông. Đang nghe đến giờ từng tiếng hít thở của ca sĩ ấy như nước hoa sau tai, em xứng cho ta thơm nồng dù quý giá những chốn lâu hương phai, ta thôi quyến luyến ngọt ngào. À, con này nó là dùng màn hình các bác nhá. À, nó có màn hình hiển thị và các bác có thể thấy nó hiển thị cả tên ca sĩ cũng như là bài hát này. Và hình như kết nối xong thì mình có thể ở đây này. Đấy. Tức là next bài ở trên đây nó sẽ next bài trên điện thoại luôn, có thể không ạ? Đấy. Ok nhá. Thì đấy là về cái Bluetooth nhá. Tiếp theo là đầu vào tiếp theo network. Thì đây là một cái phần mềm, đây là cái phần để kết nối với mạng LAN để mình có thể là kiểu như là chơi nhạc từ các cái Spotify này và một số các cái ứng dụng trên App Play cũng như là Music Server nhé. Thì cái này là mình phải kết nối vào mạng LAN thì mới có nhé. Thì cái này được bác về các bác tìm hiểu thêm nhé, vì thực tế ta là em một cái bộ đề em về đây là lần đầu và có những các cái mà thật sự là em chưa tìm hiểu được. Đấy. Nên cái phần này về phần này các bác về cứ tìm hiểu thêm giúp em nhé, để em giới thiệu cho các bác là có network để các bác có thể là về thêm tìm hiểu thêm nhé. Đấy. Cái này nó phải kết nối với mạng LAN, ở đây em không có dây LAN này không ấy được. Đấy. Tiếp này cổng quang nhá. Đấy, cổng quang là cổng để mình kết nối với TV Smart qua cái dây quang để mình nghe nhạc. Đấy. Thì âm thanh của những con này thì các bác thấy là nó lên tới 44.1 kHz, thì đây nó là đang giải mã 24 bit. Đấy. Chuẩn giải mã đang thích hợp nhất hiện nay. Sớm mai thức giấc chim giật mình. Ok nhá. Đồng quang chạy tỏ tình. Hôm nay là được điện thoại máy tính rồi này. Thì USB nó sẽ có USB front là phía trước và USB rear là phía sau nhé. Thì là chúng ta sẽ kết nối USB ở đằng trước thì mình sẽ để là front nhé, còn rear để đằng sau nhé. Hình như là muốn vào web store bấm play nào đấy. Bấm play thì nó sẽ load một bài đấy, đúng rồi, chính xác luôn. Đấy. Thì đây các bác thấy là đây là những cái file nhạc Notepad em đã em copy vào với cái chất lượng nhạc là FLAC. Đấy. Đấy. Và có cả các cái bản nhạc là ấy nhá, MP3 Như Quỳnh đây, Như Quỳnh đây nó là nhạc FNAC này, WAV này, các bác thấy vẫn đọc này. Đấy, phải bấm play nhé, thấy nó đọc được cả định dạng WAV và FLAC nhé. Đấy. Cả hai cái chất lượng định dạng đều đọc được hết. Đấy, nó hiển thị cả WAV này.
Đây mình có thể lách bài hoặc là preview bài ở đây nhé. Tức là cho lại bài của trước đấy đấy. Đây. À đây. Thì muốn ra cái thư mục chính thì mình ấn stop tiếp, nó sẽ ra thư mục chính nhé. Đây, đây là mấy cái file flag đây. Đấy, flag nhé. Đấy, chơi được cả hai cái thể loại nhạc là FLAC và WAV nhé, là hai cái định dạng file nhạc nốt nét, tức là nhạc không nén, được anh em ưa chuộng nhất hiện nay. Ngoài ra hình như nó sẽ có thêm các cái định nhạc định dạng như DSD gì đó, thì cái này em không rõ về cái DSD này. Em chưa chơi DSD bao giờ. Đấy, nhưng theo như hãng công bố thì con này có cả chơi nhạc DSD nhé. Thì cái đấy thì các bác về các bác cóp và các bác chơi giúp em nhé. Còn hiện tại trong USB của em nó có hai cái định dạng FLAC và WAV, là hai cái nhạc nốt nét nó đều đang chạy ok này. Đó. Đấy, thì bộ này thì các bác thấy nha, là nó chạy đầy đủ tất cả các cái kết nối cổng quang này, USB này, cổng line là cổng dây AV để kết nối điện thoại máy tính qua đường dây AV này, và Bluetooth này, đấy, đầy đủ hết nhá. Không thiếu cái gì cả. Chơi nhạc trong phòng diện tích khoảng 20-25m² đổ về thì quá tuyệt vời. Đấy, chung cư chung kiếp mà mình sử dụng các con này cũng được nhá, bởi vì là nó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến hàng xóm mình nghe ở trong phòng khách của nhà mình trong chung cư ấy, thì em khẳng định luôn là âm nhạc nó sẽ tràn ngập trong cái phòng của chúng ta luôn, nghe nhạc rất là hay. Đấy, thì con Pioneer HM76 này em xin đọc lại giá một lần nữa, thì nó là 6.600.000. Bác nào mà mua thì báo em nhé. Số điện thoại đặt hàng là 0979. Số điện thoại đặt hàng là 0979891682 hoặc là 0966594581 các bác nhé. Đấy. Vâng, em xin chào các bác và xin hẹn gặp lại các bác trong những cái video tiếp theo bên em nhé.